các bác, em là Đoàn Zoom Hôm nay em xin làm video về dịch vụ thêm cái tính năng ghiêm cuộc gọi vào cho các dòng điện thoại Samsung sách tay nhá. Đối với điện thoại các Samsung bán ở thị trường Việt Nam ấy thì mặc định là nó sẽ có ghiêm cuộc gọi sẵn, còn đối với các thị trường nước ngoài thì thường nó sẽ cái tính năng này nó sẽ bị cắt đi. Như ví dụ em đang có trên tay chiếc máy sách tay của thị trường Úc đây thì ở thị trường Úc này máy nó sẽ không có game cuộc gọi nhá. Đây các bác sẽ không thể tìm thấy bất kể cái gì liên quan đến game cuộc gọi. Các bác chỉ có thể cài cái phần mềm game cuộc gọi bên thứ ba vào từ Set Play. Nhưng nếu mà cài như vậy thì ghi rất là chán nhá Nghe mình cũng không rõ mà nghe bên người kia cũng không rõ Đấy thì hôm nay em sẽ làm cái video này để em um, Làm cái dịch vụ về kích hoạt cái tính năng ghi âm gọi giống như máy bán ở Việt Nam cho các máy ở thị trường Samsung Tất cả thị trường khác nhé thì em sách tay nhá Thì tất cả các máy Samsung thì đều có thể làm được cái này Đấy thì khi làm thì thường là sẽ không bị mất dữ liệu gì cả nhé thì em đã thêm thành công một tính năng ghi âm vào nhé. Đây bây giờ khi gọi điện nó sẽ có tính năng ghi này. Và ở trong cài đặt, ở trong phần cài đặt của gọi nếu các bác thích tự động ghi âm nó cũng có luôn nhé. Đây em đang thử ghi âm đây nhá. Đấy. Ghi như thế này, ghi trực tiếp trên zoom này thì sẽ rất là trong. Và sau khi làm xong thì tất cả những cái dữ liệu của máy của con này vẫn còn nguyên nhá. Đấy, em bật nghe thử này. Có gọi, nếu có bác tự động Thì đối với những cái máy mà dạng của thị trường nước ngoài khi không có ghi cuộc gọi thì không phải là lỗi các bác nhé mà đấy là do thị trường của người ta, người ta luật pháp nó cấm nó không được ghi cuộc gọi. Nên là Samsung họ bắt buộc họ phải bỏ những cái tính năng ghi cuộc gọi trong các thị trường đó đi. Thì ngoài ra thì bên em cũng có thể hỗ trợ Uh, kích hoạt thời gian game được gọi cho nhiều những cái điện thoại của thị trường khác ví dụ như là Oppo, Realme chẳng hạn này hoặc là các đối với các dòng của Xiaomi này, đấy bên em cũng hỗ trợ nhá. Đấy. Thì uh, ngoài ra thì bên em còn bán nhiều những cái điện thoại uh, Samsung xanh tay của Úc nhá. Bên em bán chủ yếu là flagship cấu hình cao thôi. Samsung, Oppo các dòng nhá. Các bác có nhu cầu mua thì mua hàng ủng hộ em nhé. Cái dịch vụ này thì bên em còn có thể hỗ trợ làm online từ xa cho anh em thợ cửa hàng hoặc người dùng bình thường có kinh nghiệm biết sử dụng máy tính là bên em làm ok nhá. Thì em chỉ dùng duy nhất số điện thoại là 0969 410192. Các bác mua hàng hoặc làm dịch vụ về phần mềm điện thoại của bên em. Xin cảm ơn, xin chào các bác.